Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải về lời cầu nguyện thứ ba trong Kinh Lạy Cha. Xin cho Thánh ý Chúa được thực hiện. Như lời Thánh Phaolô trong thư gửi ông Timôthê, đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Đức Thánh Cha Francisco giải thích lời cầu nguyện xin cho Thánh ý Chúa được thực hiện là cầu cho việc tìm kiếm và cứu độ con người được có kết quả. Ngài mời gọi các tín hữu đừng bi quan, đầu hàng trước điều mà mình cho là số phận, nhưng tín thác vào Chúa, đấng luôn yêu thương và tìm kiếm chúng ta. Có thể đường đời chúng ta đầy gai góc, khó khăn và thử thách, nhưng Chúa luôn ở bên chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Với xác tín này, chúng ta cầu xin cho Thánh ý Chúa được thực hiện, nghĩa là xin cho chúng ta được ơn cứu độ. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, tiếp tục các bài giáo lý về Kinh Lạy Cha, hôm nay chúng ta dừng lại ở lời cầu nguyện thứ ba, xin cho ý Cha được thực hiện. Lời cầu nguyện này được đọc trong sự nối kết với hai lời nguyện trước, xin cho danh Cha hiển sáng và xin cho vương quốc Cha hiển trị. Và cả ba lời nguyện này tạo thành một bộ ba. Trước khi thế giới được con người chăm sóc, thì Thiên Chúa đã chăm sóc không mệt mỏi con người và thế giới. Toàn bộ tin mừng phản ánh sự đảo ngược của chiều kích này. Người tội lỗi Gia-kêu trèo lên cây cao bởi vì muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu, nhưng ông không biết rằng trước đó rất lâu, Thiên Chúa đã bắt đầu tìm kiếm ông. Khi đến nơi, Chúa Giê-xu nói với ông Gia-kêu, ông Gia-kêu, xuống ngay đi, bởi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà của ông. Và đến cuối cuộc viếng thăm, người tuyên bố, con người đến để tìm kiếm và cứu chuộc những gì đã hư mất. Đây chính là Thánh ý Thiên Chúa, điều chúng ta cầu xin cho được thực hiện. Đâu là Thánh ý Thiên Chúa được nhập thể nơi Chúa Giê-xu? Đó là tìm kiếm và cứu độ những gì đã hư mất. Và chúng ta, trong lời cầu nguyện, chúng ta cầu cho sự tìm kiếm của Thiên Chúa có kết quả tốt, xin cho kế hoạch cứu độ phổ quát của người được thực hiện. Trước hết, nơi mỗi người chúng ta, và sau đó trên toàn thế giới. Anh chị em có suy nghĩ việc Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta có nghĩa là gì không? Mỗi người trong chúng ta có thể nói, nhưng Thiên Chúa có tìm tôi không? Có, Thiên Chúa tìm bạn, người tìm bạn. Người tìm tôi, người tìm mỗi người, từng người. Thiên Chúa vĩ đại, biết bao yêu thương người dành cho chúng ta. Thiên Chúa không mơ hồ, không che giấu ý định của người bằng những điều bí ẩn. Người không hoạch định tương lai của thế giới theo cách không thể giải mã được. Thiên Chúa thì rõ ràng. Nếu chúng ta không hiểu điều này, thì có nguy cơ là chúng ta không hiểu được ý nghĩa của lời cầu xin thứ ba trong Kinh Lạy Cha. Thật ra, trong Kinh Thánh có đầy những thành ngữ nói cho chúng ta về ý muốn tích cực của Thiên Chúa đối với thế giới. Trong sách giáo lý Công giáo, chúng ta tìm thấy một sưu tầm các trích dẫn minh chứng về ý muốn trung thành và kiên trì của Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Timôthê như sau, Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Điều này không chút nghi ngờ, chính là ý muốn của Thiên Chúa, ơn cứu độ của con người, mỗi người chúng ta. Thiên Chúa với tình yêu đã đến gõ cửa trái tim của chúng ta. Vì sao? Để lôi kéo chúng ta, để kéo chúng ta đến với người và để đưa chúng ta tiến bước đến hành trình cứu độ. Thiên Chúa gần gũi với mỗi người chúng ta bằng tình yêu của người, để cầm tay dẫn đưa chúng ta đến ơn cứu độ, biết bao yêu thương người đã dành cho chúng ta. Do đó, khi cầu nguyện rằng, xin cho ý Cha được thực hiện, không phải là chúng ta được yêu cầu cúi đầu như nô lệ. Không, Thiên Chúa muốn chúng ta tự do, chính tình yêu của người giải thoát chúng ta. Thật ra, Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện của những người con, không phải là của những người nô lệ. Những người con thì hiểu được trái tim của cha mình và chắc chắn về kế hoạch yêu thương của người. Thật bất hạnh cho chúng ta nếu khi chúng ta tuyên xưng những lời này mà chúng ta lại nhún vai như dấu chỉ đầu hàng trước một số phận đẩy lùi chúng ta và chúng ta không thể thay đổi nó được. Ngược lại, Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện đầy sự tín thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa đấng muốn điều tốt lành, sự sống và ơn cứu độ cho chúng ta. Nó cũng là lời cầu nguyện can đảm và cả đấu tranh.
Bởi vì trên thế giới còn quá nhiều thực tại không theo kế hoạch của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta biết điều này. Diễn giải lời ngôn sứ Isaiah, chúng ta có thể nói, ở đây, thưa Chúa, có chiến tranh, làm quyền, bóc lột. Như chúng con biết rằng Chúa muốn điều tốt cho chúng con. Vì vậy, chúng con cầu xin Chúa, xin cho ý Chúa được thực hiện. Lạy Chúa, xin đảo lộn kế hoạch của thế giới. Xin biến lưỡi gươm thành cuốc thành cày, biến giáo mác nên liềm nên thái, và không ai còn học nghề chinh chiến nữa. Thiên Chúa muốn bình an. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tin tưởng vào tình yêu và ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Ngài nói, kính lạy Cha là lời cầu nguyện thắp lên trong chúng ta tình yêu của Chúa Giê-xu đối với ý muốn của Chúa Cha, một ngọn lửa thúc đẩy biến đổi thế giới bằng tình yêu. Khi tơ hữu không tin vào một số phận, không thể tránh được, không có gì là tình cờ trong niềm tin của các khi tơ hữu. Nhưng ngược lại, có một ơn cứu độ chờ đợi được thể hiện trong cuộc sống của mỗi người nam nữ và được thực hiện trong cõi vĩnh hằng. Nếu chúng ta cầu nguyện là bởi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa có thể và muốn biến đổi thực tại bằng cách chiến thắng sự ác bằng sự thiện, có nghĩa là vâng lời và phó thác chính mình cho Thiên Chúa, ngay cả trong giờ thử thách khó khăn nhất. Như đã xảy ra với Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane, khi Người nếm trải sự đau khổ và Người đã cầu nguyện, lạy Cha, nếu Cha muốn, xin hãy cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, mà là theo ý Cha. Chúa Giê-xu đã bị vùi dập bởi sự ác của thế gian, nhưng Người phó thác cách tin tưởng vào đại dương tình yêu của Thánh ý Chúa Cha. Cả các vị tử đạo, trong thử thách, các ngài không tìm sự chết, các ngài tìm điều sau cái chết, đó là sự phục sinh. Thiên Chúa, vì yêu thương, có thể đưa chúng ta đi trên những nẻo đường khó khăn để cảm nhận những vết thương và gai góc đau khổ. Nhưng Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người sẽ luôn ở với chúng ta, bên cạnh chúng ta, trong tâm hồn chúng ta. Đối với người có đức tin, điều này còn hơn là một hy vọng. Nó là một sự chắc chắn. Thiên Chúa ở cùng tôi. Chúng ta cũng thấy chính điều này trong dụ ngôn trong Tin Mừng Thánh Luca nói về sự cần thiết của việc cầu nguyện không ngừng. Chúa Giê-xu nói, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Thiên Chúa thì như thế, Người yêu chúng ta như thế, Người muốn điều tốt cho chúng ta như thế. Nhưng bây giờ tôi muốn anh chị em tất cả cùng nhau đọc kinh lạy Cha. Những anh chị em không biết tiếng Ý thì đọc kinh này bằng chính ngôn ngữ của mình. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Đức Thánh Cha và các tín hữu đã cùng nhau đọc kinh cầu nguyện bằng kinh lạy Cha. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau hiện diện trong buổi tiếp kiến chung. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp và nhắc rằng, trong mùa chay này, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane bị sự ác vùi dập, nhưng Người phó thác cách tin tưởng vào Thánh ý của Chúa Cha. Thiên Chúa có thể dẫn chúng ta trên nẻo đường khó khăn, nhưng chắc chắn rằng Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, Croatia, Na Uy, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc rằng mùa chay là thời gian ân sủng và canh tân đời sống thiêng liêng với niềm vui và bình an của Chúa Giê-xu đối với các tín hữu và gia đình của họ. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt là quỹ những bàn tay hiệp nhất là những người từ cam kết của Kitô hữu trong chiến dịch chống lại nạn đói,
đã tìm cách thực hiện thánh ý Chúa để không ai phải thiếu cơm bánh hàng ngày hoặc những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Đức Thánh Cha mời gọi họ xin Thiên Chúa để chứng tá và lời cầu nguyện của chúng ta thúc đẩy tất cả mọi người để họ có thể đến nhận biết chân lý và ơn cứu độ. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Ngài nói, Thánh Francisco dạy chúng ta rằng, trong cầu nguyện, chúng ta có thể mở lòng chúng ta cho sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, đến cầu nguyện trong chúng ta bằng những lời kêu khôn tả, để đưa chúng ta đến sự gắn kết với Thiên Chúa bằng con tim và sự hiện hữu của chúng ta. Như thế, thần khí của Chúa Kitô trở thành sức mạnh của lời cầu nguyện yếu ớt của chúng ta, trở thành lửa của lời cầu nguyện nguội lạnh của chúng ta. Khi ban cho chúng ta sự tự do nội tâm thật sự, khi dạy cho chúng ta sống đối diện với những thử thách của cuộc sống trong sự xác tín rằng, chúng ta không cô đơn. Sau đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nước phi châu bị thiên tai lũ lụt. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, những trận lũ lụt kinh hoàng đã gieo bao chết chóc và tàn phá các vùng khác nhau ở Mozambique, Zimbabwe và Malawi. Tôi phó dâng các nạn nhân và gia đình của họ cho lòng thương xót của Chúa và xin ơn an ủi và trợ giúp cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Ý. Buổi tiếp kiến chung đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Et in nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.